Nam sinh quyết tâm học bài đến khi nến tắt, nhưng sao nó lạ lắm, khiến cộng đồng mạng cười té ghế. Những ngày gần đây, trend quyết tâm học bài chăm chỉ cho đến khi nến tắt của các bạn Gen Z đang nổi như cồn trên các diễn đàn. Cụ thể, để tạo cho mình có động lực học hành chăm chỉ, chàng trai đã đốt một cây nến để trên bàn học, sau đó tự đưa ra thử thách với chính bản thân là sẽ chăm chỉ học bài cho đến khi cây nến tắt mới thôi. Nhưng trên lý thuyết thì là vậy, còn thực tế khi thực hiện thì nó lạ lắm. Nến vừa đốt cháy xong chưa kịp đỏ lửa thì đã bị một thế lực nào đó dập tắt trong nháy mắt. Vậy là cây nến đã tắt, hoàn thành xuất sắc mục tiêu học đến khi nến tắt rồi, ngủ thôi. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cư dân mạng ngơ ngác kiểu: ủa, vậy là đã học bài chưa vậy cha nội? Sau khi trend học đến khi nến tắt xuất hiện, đã khiến nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú với màn học hành chăm chỉ của các bạn Gen Z thời nay. Nhiều bạn cũng đu trend nhưng nó lạ lắm, làm đúng quy trình mà cây nến mãi không tắt vậy ta. Quyết tâm học hành chăm chỉ dữ nha, ý chí học tập đã tắt và ngủ nướng lên ngôi. Tối nay tôi sẽ quyết tâm học cho đến khi nến tắt mới được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.